Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn với công thức xóa đơn giản nhất nhé, để không dùng laser. Nếu như bạn mà không có đầu tư laser thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách công thức xóa đơn giản nhất cho các bạn. Chờ mình chút để mình lấy cái xóa xong rồi cho chị màu da lại nhé. Lông mày chủ xanh và đi đậm sẽ như thế nào? Xanh, xanh và đi đậm. Nếu mà nó không bị hỏng dáng ấy thì chúng ta chỉ việc xử lý chỗ xanh và hạ màu. Thì xử lý chỗ xanh, nếu mà xanh đậm thì chúng ta sẽ đi khoảng 2-3 lớp màu cam tươi nhé. 2-3 lớp màu cam tươi, thì màu cam tươi hoặc là đỏ cam, đỏ tươi cũng được. Thì chúng ta sẽ đi 2-3 lớp, thì màu cam với màu đỏ đó sẽ là để khử cái màu xanh đi. Sau đó là các bạn sẽ dùng màu vàng nghệ, các bạn hạ cái màu ấy xuống và không phun thêm màu nữa nhé. Với trường hợp lông mày xanh đen đậm, chúng ta chỉ có xử lý xanh, tức là khử xanh và hạ màu. Tức là chúng ta sẽ dùng khoảng 2-3 lớp, hoặc là có thể đậm quá thì 4 lớp. Nhìn cái màu này nó đi vào, nó sẽ thành cái lông mày nó sẽ hết màu xanh. Sau đó là các bạn phun một vàng nghệ và ủ vàng nghệ là chấm hết. Thì bong ra lông mày nó sẽ ra cái màu nâu nhá. Lông mày nó sẽ ra màu nâu đậm đậm, chứ nó không bị xanh đen nữa. Đừng phun thêm màu trong trường hợp mà các bạn muốn hạ màu và xử lý. Thì cái vấn đề xóa lông mày, thì bên mình đang hướng dẫn học viên sử dụng bộ xóa AB này. Xóa AB này nhá, hoặc là các bạn có thể dùng cái mấy cái dung dịch đấy, mấy cái dung dịch đều được. Nhưng mà mình thì hay tư vấn học viên mình dùng cái này, bởi vì mình thấy nó khá là ok, mà nó lại có đầy đủ các bước. Ví dụ như là cái chai A này nó có chữ A này này, thì nó sẽ để xóa. Chai B là để dưỡng chống sẹo đó. Nó sẽ ngoài ra nó còn có thêm một cái bốn cái ống vitamin này nữa, để cho nhanh phục hồi da, anh tái tạo da. Thì cái cách mà các bạn xóa như sau, này, các bạn sẽ lấy cho mình một giọt dung dịch A cho vào hũ đựng mực của mình ấy. Một giọt dung dịch A, các bạn sẽ dùng kim 1, thay ngòi thay kim đi nhá. Dùng kim 1, sau đó là chúng ta sẽ hút cái dung dịch này, chúng ta sẽ đưa cái kim vào cái vùng cần xóa, không di. Các bạn lưu ý cho mình này, không được di như này. Xóa không được di như này, tại vì đây nó là một dạng acid loãng. Cho nên các bạn mà di như thế này thì nó sẽ bị dập mô, nó nát cái vùng đấy ra. Nên các bạn chỉ đặt kim vào nó cho nó chạy nhẹ, chậm. Đó, đi đến đâu nó sủi trắng ở đấy, y chang như là xóa laser ấy, nó sẽ nổi trắng luôn. Sau đó là các bạn phải hút, nếu mà còn thừa cái dung dịch ở trong cái ngòi ấy, các bạn sẽ phải hút vào cái bông và lấy dung dịch mới, chứ đừng có đi trên lông mày xong lại chấm vào cái hũ dung dịch của mình, nó sẽ bị làm hỏng cái hũ dung dịch đấy. Đó. Sau đó là các bạn lại đi đến hết cái vùng cần xóa. Và tuyệt đối không được lau mạnh, các bạn chỉ chấm nhẹ cái bông thôi nhá. Đừng lau là mất da đi đấy. Đi xong cái A thì chúng ta sẽ đi cái dung dịch B đè lên. Đi B thì chúng ta chỉ cần đi nhẹ trên bề mặt của cái A thôi. Sau đó các bạn sẽ pha cho mình một ví dụ cái hũ A chúng ta còn thì chúng ta sẽ cho một giọt màu da này nhá. Nhưng các bạn lưu ý cái màu da để xóa ấy, đừng dùng cái màu da nó quá trắng. Ví dụ như là các bạn nhìn cái màu da làm sao mà trông nó tương đương với cả cái màu da của khách hàng ấy. Màu da nó giống như kiểu kem che khuyết điểm ấy. Thì chúng ta làm sao, ví dụ như khách hàng mà da trắng, ok, cái màu da của mình nó tệp với cả cái màu da xóa này, tệp với màu da của khách hàng, thì chúng ta chỉ việc mix vào với cả dung dịch A này và xóa. Còn nếu cái màu da này mà nó sáng hơn, tức là nó trắng hơn cái da của khách hàng, thì chúng ta sẽ chấm một tí xíu nâu nhá, nâu làm lông mày ấy, quậy lên làm sao mà nhìn cho cái màu da nó tối đi. Và chúng ta pha với dung dịch A, chúng ta đè, miễn làm sao mà cái màu da này nhìn nó tệp với cả cái màu da thật của khách hàng thì nhìn nó sẽ không bị lộ. Đó, thì các bạn đi quy trình của chúng ta là đi như vậy, là đi A, sau đó đi B, sau đó có thể pha dung dịch A với cái thằng màu da này để chúng ta xóa đè lên. Và cái ống vitamin này thì các bạn sẽ đẻ ra và
bôi cho khách hàng ngay lúc đấy sau khi làm xong và dặn khách hàng đi về kiêng nước cho mình 2 ngày đầu. Ngày thứ 3 bôi thuốc mỡ tetracyclin. Bôi thuốc mỡ tetracyclin là để cho nó tự bong, là khá là ok em nhá. Quan trọng là cái kỹ thuật xóa ấy. Kỹ thuật xóa các bạn nhớ đừng có mà đi cày nên nó sẽ bị mất da nên nó tổn thương, nó dễ bị sẹo bởi vì nó là acid đó. Các bạn nào mà còn nghe còn chưa hiểu lắm thì có thể inbox nhá, thì sẽ có các bạn sẽ nhắn cho các bạn quy trình kỹ hơn đó. Đương nhiên là cái phương pháp xóa thủ công này thì chắc chắn là nó sẽ không nhanh và không thể đẹp nhanh như là xóa bằng laser được rồi, thế thì chắc chắn rồi nhá. Cho nên là không có laser chúng ta mới đành xóa bằng dung dịch. Còn nếu mà các bạn chỉ đè màu da không, các bạn chỉ đè màu da không thì giống như các bạn dùng che khuyết điểm, các bạn đánh chen mụn chen ám thôi, nó chỉ che lên trên thôi. Còn chúng ta phải xóa dung dịch thì nó mới đưa được cái mực ra ngoài nhá. Để xóa với dung dịch nó mới đưa được mực ra. Đó là cách xóa và cách rửa lông mày. Thì bạn nào có những câu hỏi nào thì có thể hỏi kỹ. Đó, mình vừa nói về vấn đề để lại sẹo đó. Để lại sẹo trong trường hợp mà các bạn phun, các bạn xóa dung dịch mà các bạn đi như phun, như này phun phun này. Sau đó các bạn lau phát là thôi đi mất mảng da là rất dễ bị sẹo. Mình vừa nói cách đi rồi. Cách đi là chúng ta đặt kim mà chúng ta cho chạy chậm chậm nhẹ nhẹ này, không được để nó chảy cái da đi. Thì nó sẽ không bong da, không vấn đề gì luôn. Bong da rất là đẹp nhá. Không để lại sẹo đâu. Trường hợp mà để lại sẹo là các bạn đi quá sâu thôi. Các bạn đi quá sâu tay thì khó tránh khỏi để lại sẹo lắm. Xóa thì thực ra tất cả những cái tổn thương da ấy, khoảng 28-30 ngày da nó mới hồi phục thì lúc đấy mình mới làm lại được nhá. Phải 28-30 ngày ấy mới có thể làm lại được. Nếu mà đen xanh đen đậm quá thì cũng phải xóa 2-3 lần đấy. Còn nhạt thì có thể một lần. Thu Hải à. Xăm môi lên rất đỏ thì đương nhiên em vừa xăm xong nó phải đỏ rồi. Thế nhưng mà em quan trọng là em nhận biết cái màu vào trong môi nó no màu hay không ấy. Nó có no màu hay không ấy. Nhiều khi các em đánh lớp mỏng. Các em đánh lớp mỏng thì bong da nó sẽ không thể đậm màu được. Ví dụ như các em mà khách hàng mà muốn phun môi mà màu mịn tự nhiên thôi, nhẹ nhàng tự nhiên thôi thì các em đánh kim 1 hay kim 3 các em đánh lớp mỏng thôi. Đánh thật là mỏng mịn thì bong da nó sẽ nhẹ nhàng, vừa phải, màu phải màu nó trong. Còn nếu mà khách hàng mà muốn đậm nhất là một là em phải phun màu đậm và hai là em phải phun no màu. No màu tức là khi em phun xong em căng cái da môi ra nhìn nó không còn, nó không bị những cái vùng hồng hồng trắng trắng nó nhạt thì bong da nó mới đậm được. Nhưng đương nhiên là bong đi no màu không có nghĩa là các em đem đi sâu tay. Nếu như em phun mà nước mồ máu chảy ra nó sẽ đưa mực ra, nó không bao giờ đậm được. Phun nhẹ tay không bị chảy máu nước mồ mà vẫn đủ màu vào, khít màu tức là màu nó phải khít nhau khi mình căng ra, nó không còn các cái đường hở của cái đường mực của mình ấy thì nó mới đậm được. Và đương nhiên là phải phun màu đậm rồi, phun đỏ đậm đi, xử lý xong phun đỏ đậm thì bong mới đậm được chứ. Đỏ tươi, đỏ đậm. Còn nếu mà em phun đỏ cam thì nó không thể lên màu quá đậm được đâu, nó chỉ lên màu vừa phải thôi. Mình sẽ tẩy trang, sau đó mình sẽ detox mắt. Mình sẽ detox, mình thải độc cái làn da của mình cho các bạn biết và hiểu về nó. Tẩy trang nửa mặt và làm nửa mặt. Hello, chào cả nhà. Mọi người tương tác nhiều cho nó vui. Yên ơi,
chị vừa nói về lông mày xử lý xanh xanh đen rồi, bây giờ còn đỏ ạ. Xử lý chỗ xanh thông thường, ví dụ xanh nhạt thì các em sẽ dùng màu gạch non nhé, sẽ dùng màu gạch non xử lý chỗ xanh. Còn chỗ đỏ mình sẽ dùng màu rêu nhé, màu xử lý chỗ đỏ màu rêu. Da đẹp ạ, sau sinh ra còn bị xấu đi rồi đấy. Sau sinh là do cái đợt mình sinh bé là vào thời tiết lạnh ấy, cho nên là hay phải ngồi sưởi để thay quần áo cho bé, nên là da nó bị khô ấy. Mình đã phải dùng các cái dưỡng ẩm, cái bộ nhật mà ngày trước mình có live stream ấy, dùng dưỡng ẩm này, sau đó là dùng detox mắc này. Detox mắc mình đã dùng một tuần 2-3 lần để cho phục hồi lại làn da của mình. Hey nhâu thủy hey nhâu thủy xinh gái. Bùi hà hà hạt, không biết là phây là gì. Một khóa phun xăm từ cơ bản đến thành nghề, sẽ dao động từ 12 đến 15 triệu, tùy đợt khuyến mại và tùy chương trình và tùy cái khả năng của các bạn nhá. Thì bên mình sẽ cho chuyên viên tư vấn kỹ cho bạn hơn. Bên mình đào tạo là đảm bảo đào tạo từ cơ bản đến nâng cao luôn. Trần Thúy ơi, sẽ có bạn nhắn tin tư vấn cho mình nhá. Hello Hương Trần. Hương Trần là ai còn chưa nhận ra. Phi Phan, khả năng là những bạn nào trong Sài Gòn thì khả năng tầm tháng 5 tầm đấy sẽ có thể là mình sẽ vào Sài Gòn. Chào Thái nhá, chào cục cưng Võ Thái. Sao khách hàng phun xong bong màu tươi nhưng lại bị trầm sẫm? Anh Thư à, chị giải thích một chút về môi này. Môi nó sẽ có 3 giai đoạn nhé. Môi nó sẽ có 3 giai đoạn để phục hồi và lên màu. Thì giai đoạn 1 là các bạn vừa phun xong, sau bong sẽ là màu da non, chưa phải là màu thật nhé. Phải nhớ là cái giai đoạn 1 nó chưa phải là giai đoạn màu thật của nó, nó là giai đoạn màu da non. Cái giai đoạn thứ 2 là khoảng tầm từ 10 đến 30 ngày là cái giai đoạn màu môi nó sẽ sậm lại, bởi vì nó bị đẩy sắc tố, nó sẽ sậm lại xuống. Sau đó khách hàng sẽ bôi dưỡng phục hồi, bôi dưỡng thật là nhiều. Thì khoảng từ 1 tháng trở ra bắt đầu môi tươi dần lên nhá. 1 tháng trở ra, bắt đầu từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng là mới ổn định màu môi đó. Các bạn lưu ý từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng mới ổn định màu môi. Cho nên cái vấn đề giai đoạn giữa nó hơi sậm màu là chuyện bình thường, không vấn đề gì đâu. Với những cái môi mà nó da môi mỏng và dễ bị tổn thương, nó sẽ có cái giai đoạn hơi sậm màu đấy. Còn lại là có những cái môi nó sẽ không có giai đoạn bị sậm màu. Cho nên cứ yên tâm nhá. Cứ yên tâm tư vấn cho khách thì bôi dưỡng vào thì khoảng tầm 1 tháng rưỡi trở ra là nó tươi dần lên. Cứ hoàn toàn yên tâm. Mà bên mình có bạn học viên làm cái giai đoạn giữa môi còn thâm kinh khủng luôn ấy, thâm lắm. Sau đó là bôi dưỡng thì tầm 1 tháng rưỡi trở ra, rồi đến 2-3 tháng khách hàng gửi ảnh lại môi đỏ chót đẹp luôn. Cứ hoàn toàn yên tâm nhá. Không phải lo lắng đâu. Quan trọng nhất là mình phải giải thích cho khách hàng hiểu. Và những cái môi và da môi mỏng, dễ ra nước mô thì cố gắng là chúng ta đi thật lớp là mỏng nhẹ tay thôi. Nếu mà mình đi dày lên thì chắc chắn là nó sẽ có cái giai đoạn bị sậm màu ở đoạn giữa đấy. Hay Ngọc Huỳnh xin nick Facebook à? Nick Facebook của mình á. Bạn có cần câu hỏi gì thắc mắc có thể nhắn tin trực tiếp vào bếp ấy, sẽ trả lời nhá. Màu đỏ đậm là màu đậm nhất, Trang Huỳnh ơi. Màu môi đỏ đậm ấy là màu đậm nhất. Ngọc Bích ơi, chị sinh được 1 tháng 20 ngày rồi cưng. Không thấy chị mập lên à? Màu đỏ đậm nhá. Các bạn với những khách hàng da mặt mà không quá đen, môi không quá thâm đen thì chúng ta xử lý thâm, xong các bạn thể phun màu đỏ đậm vào thì là bông nó sẽ đậm nhá.
quan trọng dưới nền phải có xử lý thâm nhá, chứ mà môi thâm mà các bạn tương luôn màu đỏ đậm vào thì bong ra nó xỉn hết màu. Phải hiểu cách xử lý thì mới chúng ta kết hợp màu mực vào nó mới đẹp. Thấy chị mập lên mà tưởng chưa sinh. Nhận được đồ chưa Bích? Nhận được đồ lâu chưa? Làm ổn không em? Về chắc là đông khách. Bây giờ mình sẽ thải độc tố da cho mọi người xem. Và mọi người biết quy trình thải độc tố da và mọi người hiểu thế nào là thải độc tố da nhá. Trong quá trình mà không ai hỏi về phun xăm thì mình tự chăm sóc da cho mình. Trong quá trình đấy các bạn nghĩ xem các bạn hỏi cái gì thì mình sẽ trả lời nhá. Ổn à. Học giỏi. Ngọc Bích là một học viên giỏi thì đương nhiên về nhà phải làm tốt rồi. Nhé. Yeah. Có phải đi khử thâm mà cho nhiều màu da quá thì khó lên màu? Thực ra không phải là cho nhiều màu da quá mà em phun mà nó dày màu, tức là em xử lý lớp xử lý thâm ấy, mà em đi dày màu quá, em đi bệt màu, tức là nó quá nhiều màu dính lên trên môi rồi thì khi em phun màu chủ đạo vào thì làm sao nó vào được nữa. Giống như em ăn no ấy, tức là em ăn no rồi thì làm sao mà em nhồi được thêm thức ăn vào nữa. Em hiểu đơn giản vậy thôi. Tức là cái lớp xử lý thì chúng ta đừng có đi dày màu no màu, chúng ta đi thật trong, thật mịn, mỏng thôi thì cái lớp màu vào nó mới vào được, nó mới đậm đẹp được. Chứ các bạn cứ muốn làm môi đậm mà trong đấy các bạn xử lý cái lớp xử lý các bạn đã đi dày mất rồi thì sau đó các bạn đi cái lớp màu vào làm sao nó vào nữa, làm sao bong ra đậm được. Chào Phương Trương à? Trương Phương đúng không? Nguyễn Linh xăm môi bao nhiêu vậy chị? Môi em có thâm không và em muốn làm ở chi nhánh nào của chị thì chị sẽ cho người báo giá cho em nhé. Phương Trương học online của chị có câu hỏi nào không? Mọi người hỏi đi. Đây là mặt nạ đầy tóc nhá, đầy tóc mắt. Đầy tóc mắt. Đầy tóc tức là thải độc. Thải độc cho da. Chào chị Hiền Lương. Trên thị trường mình đang thấy là làm mưa làm gió rầm rộ cái vụ đầy tóc này, thải độc này. Nên hôm nay mình sẽ làm để cho mọi người hiểu, thế nào là thải độc tố cho da. Da mình mới sinh em bé được 1 tháng 20 ngày mà mình vẫn làm hàng ngày bình thường, không vấn đề gì. Một cái lọ đầy tóc mắc này các bạn sẽ làm được, các bạn sẽ đáp được rất rất nhiều lần, bởi mỗi lần có tí xíu thôi. Như các bạn bôi kem dưỡng ấy, ít lắm, bôi được làm rất là lâu. Còn nếu mà làm spa các bạn tính ra thì mỗi lần các bạn chỉ hết có mấy nghìn thôi, hết có mấy nghìn cho dịch vụ thải độc tố da mặt. Quy trình thải độc tố da mặt thì các bạn sẽ, ví dụ đây là làm tại nhà nhé, còn đứng tại spa thì mình sẽ có xông hơi, có đắp chiếu ánh sáng. Đương nhiên các bạn nhớ này, các cái chất kem của đầy tóc bao giờ nó sẽ là màu trắng, bao giờ nó sẽ là màu trắng. Nhưng khi chúng ta massage, khi mà chúng ta massage này, tác dụng nó có một tác dụng nhiệt ấy, và tác dụng massage này nó sẽ chuyển màu. Cho mượn gương nữa. Quay có gương không? Chúng ta sẽ massage 3 phút nhá. Vẫn gương này. Nhìn xa quá. Bắc Giang không có chi nhánh cưng ơi, chị chỉ có Hà Nội, Hải Phòng và Sài Gòn thôi. Môi em bình thường thì phun rất là ok nhá. Nếu Bắc Giang chắc là ra Hà Nội. Có sản phẩm là chị Nám có chị ơi, nhưng mà sản phẩm chị Nám đang hết hàng rồi, mấy ngày nữa mới về. Em vào màu môi lâu lắm chị, có cách nào đi màu nhanh hơn không? Một cà môi làm hơn 2 tiếng. Em đang dùng kim mấy em? Nói kim mấy đi, chị hướng dẫn cách dùng. Cách
hướng dẫn cách làm. Nhớ, chị hướng dẫn cách vào mà mua nhá. Chào Diệp. Hello Diệp. Mượn gương đấy. Nhìn được. Nhìn xa quá không nhìn được cái mặt mình, nó mất xa đến đâu rồi. Các bạn phải nhớ nhá, làm đầy tóc mắt là chúng ta phải massage. Và các bạn nhìn thấy cái màu nó bị chuyển không? Đố các bạn là vì sao cái kem từ màu trắng chuyển sang màu xám ạ? Các bạn nào biết không ạ? Vì sao cái chất kem nó từ màu trắng chuyển sang màu xám? Hello Thanh Phương, cô đã trở lại. Diệp đã trở lại nhưng không biết có lợi hại hơn không. Đây test cho mọi người xem nha. Ai học spa rồi, Ngọc Diệp học spa rồi, hoặc là ai làm cái detox mask này rồi sẽ cho mình biết là vì sao kem từ màu trắng chuyển sang màu xám. Có ai biết không? Trông như là diễn tuồng nhỉ. Không ai trả lời được à? Không ai trả lời vì sao nó biến đổi màu à? Phương Trinh, ừ đây là để tóc mắc em, mặt nạ thải độc nhá. Tại vì trong kem có chất làm thải độc tố trong da. Nói thế nói chung chung quá. Diệp ơi nói thế nói chung chung quá. Phương Trương, em dùng cái ba, cái năm, ba tròn hay là ba dẹp em? Ba tròn, năm tròn hay là ba dẹp, năm dẹp? Nó đang hút những độc tố và bã nhờn trong da nên nó đổi màu. Đó là cái cách tư vấn của một số các bạn đang bán hàng online về cái thải độc này, tư vấn như vậy. Ok, nó là một cái sản phẩm thải độc và nó có thể nó có hút độc tố bã nhờn thì nó đổi màu, nhưng nó còn một yếu tố nữa dẫn đến việc đổi màu được. Các bạn phải trả lời kỹ cho mình. Bạn nào trả lời được, đố các bạn. Bạn nào trả lời được câu này chuẩn, mình tặng luôn một hộp. Nha, ai trả lời được vì sao biến đổi màu chuẩn, chính xác. Phương Trương là trả lời chưa đủ. Trả lời được chuẩn thì sẽ được tặng luôn một mặt nạ thải độc tố để mắc, để tóc mắc nha. Cho nó vui, làm mini game tí cho nó vui nhé. Xếp cho một cái đấy à. Chúng ta sẽ massage 3 phút và để 10 khoảng 10 phút nhá. Massage 3 phút để 10 phút và lau sạch là được nhá. Hút chì ạ, chưa đủ nhá cưng. Hút chì thì đương nhiên có hút chì rồi, nhưng mà hút chì chưa đủ để làm nó biến đổi màu. Vì sao nó biến đổi màu? Vì sao có thể biến đổi màu được? Có ai muốn lấy quà tặng này không? Mình vừa sinh em bé xong mà mình vẫn dùng hàng ngày nhá, để đảm bảo được cái độ an toàn nó tuyệt vời như thế nào nhá các bạn. Càng xoa lại càng thâm. Không, em xoa nó chỉ thâm được thế này thôi, không thâm được nữa đâu em. Nó chỉ được thế thôi. Nguyệt ạ. Thu Nguyệt. Nó chỉ thâm thế được thôi, nó chỉ xám xám được thế thôi, nó không xám được nữa đâu. Em xoa nữa nó khô lại thôi. Nó không có. Thải độc em nhá. Thải độc, detox mask, detox tức là làm thải độc, mask là mặt nạ, tức là mặt nạ thải độc. Hút độc tố và kiềm trên da. Đúng nhưng chưa đủ. Ai trả lời đúng nhưng chưa đủ, không phải là sai nhưng chưa đủ. Chị muốn hỏi là vì sao nó có thể biến đổi màu được. Các hoạt chất trong mắt bị oxy hóa do gặp không khí gây biến đổi màu. Không phải. Tác động nhiệt giữa kem với da mặt. Chưa đủ. Không phải không đúng mà là chưa đủ. Giá bán lẻ của hộp detox mask này là 600 ngàn.
Và tất cả các bạn mua hàng trong livestream này sẽ có giá giảm 50%. Một hũ này dùng, nói chung là mình dùng được rất nhiều chứ mình không đếm được hết, nói chung là mấy chục mặt luôn, cho nên là nói chung là thoải mái. Bạn nào mà làm spa mình nói thật là làm cái mặt nạ này xong sướng, mà chi phí cốt rẻ, rẻ cực kỳ luôn. Mà rất là thích. Chưa ai trả lời đúng đủ cả, lượng dầu thừa trên da chưa đủ, Ngọc Bích ơi. Không ai muốn nhận quà à? Sao Google search vậy? Cái gì không biết thì tra Google. Em chào chị Lê Huyền Linh. Mặt nạ than nam châm à. Thanh Hằng ơi, trả lời kỹ cho chị hơn nữa đi. Trả lời kỹ nữa đi. Chương trình đầu xuân sẽ có những cái chương trình tặng như sau các bạn, nếu các bạn đặt hàng. Đây là đang dễ tuồng. Các bạn mua một chai mực bất kỳ sẽ được tặng một chai dưỡng cách màu môi. Hiện tại bên mình đang hết, ngày mai mới có. Mua một chai mực bất kỳ được tặng một chai dưỡng cách màu môi nhá. Mua 3 chai mực thì sẽ được tặng chống thâm loang kích màu. Đây là chuyên điều trị thâm loang nhé. Đây là sản phẩm điều trị thâm loang. Thâm loang tức là môi bị thâm loang và chậm lên màu. Thì chúng ta sẽ cho khách hàng xài cái này một tuần là nhìn môi nó đỡ khác nha. Mua 4 hộp trở lên thì sẽ được tặng hộp đế tóc mắt. Đó, chương trình như vậy. Một lọ mực sẽ được tặng một dưỡng kích màu môi trong duy nhất tháng riêng này. Một lọ mực tặng một dưỡng kích màu môi, 3 lọ mực tặng chống thâm loang, điều trị thâm loang và 4 lọ thì sẽ được tặng một hộp đế tóc mắt. Đế tóc mắt nha. Từ từ trả lời đọc comment của các bạn nhé. Hello chị Huyền Linh. Kim Bá chào mà 5 giờ và Phương Trương ở chờ chị kiếm chị trả lời cho. Thải độc hút trì kiềm bã nhờn và tế bào chết chưa đủ. Thành phần trong kem có than hoạt tính. Vẫn là vì sần Google à? Ê, vẫn là vì được tặng một hộp kem. Có lại sần Google rồi. Các bạn có thể đọc cái trả lời của Vân Avi nhá. Đó, cái gì cũng biết cho Google á. Thành phần trong kem có than tre hoạt tính, nên khi thoa kem, kem tiếp xúc với da sẽ bị đổi màu, hút độc tố và thải trì chuẩn luôn. Bởi vì các bạn luôn nhớ cho mình này, muốn thải độc được nó phải có than hoạt tính. Giống như các bạn xem đang quảng cáo Colgate này hoặc là khẩu trang này, nó đều có than hoạt tính thì nó mới thải độc được nhá. Nó mới thải độc được. Cho nên là vì sao mà nó bị biến đổi màu, đó là do tác dụng của than hoạt tính khi nó hút độc tố nhá. Khi massage tác dụng nhiệt và nó hút độc tố, nó hút độc tố thì nó sẽ bị biến đổi màu. Nó sẽ biến đổi từ thằng màu trắng chuyển sang thằng màu xám là do tác dụng của than hoạt tính trong cái sản phẩm thải độc tố các bạn nhé. Tại vì nhiều các bạn nói là mặt càng bẩn thì nó càng biến đổi màu nhiều, nhưng thực ra là nó chưa chuẩn, chưa chính xác hẳn nhé. Tại vì chắc chắn là nó sẽ bị biến đổi màu vì có nhiều có tác dụng của than hoạt tính nhé. Than hoạt tính có trong mặt nạ đầy tóc mắt phải có than hoạt tính thì nó mới có tác dụng thải độc được nhá, nó mới có tác dụng thải độc được. Chứ nếu không có than hoạt tính thì làm sao thải độc được? Giống như các bạn thấy quảng cáo, các bạn có thể search Google xem tác dụng của than hoạt tính ấy, thì chúng ta sẽ biết là vì sao nó mà có tác dụng thải độc được. Không có ông Google đâu. Không có Google các bạn là được học nữa rồi đúng không?
Này Vân Navi ơi, tại sao cái live stream nào Vân Navi cũng được quà vậy à Vân? Hốt hết quà người khác vậy. Anh Thắng, anh Thắng lên học viện đi. Mực xóa màu da 550 bạn nhé. Bạn mua trong đợt này đi thì được tặng thêm một dưỡng cách màu môi nhé. Chỉ giá 200.000. He he he, Vân Navi lại được khao rồi. Do em dùng rồi đấy, thế à. Lần nào cũng lĩnh quà vậy, lần nào live stream các bạn này cũng trả lời đúng, lạ thật đấy. Giỏi vậy, học viên giỏi vậy. Hỏi về phun xăm bà ta cũng trả lời đúng, hỏi về da bà ta cũng trả lời đúng, giỏi thế. Nhờ, dùng hết một hộp, gần hết một hộp rồi à. Vẫn thông minh, Vân thông minh, Bích bảo Vân thông minh. Giá bao nhiêu hộp, một hộp vậy chị? Em ơi em hỏi về cái gì đấy? Hỏi về giá về cái gì, hộp detox mask hay là cái mực em? Chị nhắc lại về chương trình khai xuân là một lọ mực bất kỳ sẽ được tặng một dưỡng cách màu môi. Ba lọ mực bất kỳ sẽ được tặng một sản phẩm chống thâm loang kích màu. Và 4 lọ mực sẽ được tặng một hộp detox mask. Còn like nào về nail? Nail không phải lĩnh vực của cô Trang Vân ơi. Cô Trang không thuộc lĩnh vực nail. Nail là gặp cô Thảo. Thảo độc tố giảm 50% em nhé. Còn có 300.000 thôi mà dùng tẹt tẹt luôn. Mấy chục mặt luôn. Máy chỗ xanh thì phun mực màu nào? Chỗ xanh à? Chỗ xanh bên chị có sản phẩm sẵn về cái xử lý chỗ xanh này, nhưng chị bày cho mọi người một cách, đó là nếu như xanh bình thường thì các bạn xử lý màu chỗ xanh luôn. Ok. Còn xanh quá đậm đen thì các bạn lót cho chị thêm khoảng 2-3 lớp màu cam tươi nhá. Detox có em, detox giảm 50% đó. Chị đã giảm 50% nhá, nếu em mua không nhá. 50% dùng ten luôn. Tuần dùng 2-3 lần luôn. Chị Huyền Linh ơi, em béo lên đó. Em đang phải chăm sóc tu bổ lại đây này. Tu bổ lại làn da đây này. Ok Phương Trinh, lấy một lọ mà dùng đi, thích lắm. Nếu mà em không làm spa thì em dùng cho em, còn nếu mà em làm spa thì em làm cho khách. Rẻ. Làm tè tèn tè luôn. Lê Huệ, detox mask giá bán lẻ là 600 mà chị đang sale trong livestream 50% nhá, còn 300.000 thôi. Tính ra mỗi lần mà em làm mặt sẽ hết khoảng tầm mấy nghìn lẻ thôi. Không đáng bao nhiêu luôn. Thông báo với cả các bạn là khoảng 3 tuần nữa chị đang sắp xếp ngày sẽ có một cái hội thảo về chuyên đề điều trị nám nhá. Điều trị nám không xâm lấn tổn thương bong chóc nhá. Sẽ có một cái hội thảo đấy, thì bạn nào có nhu cầu đang làm spa về muốn điều trị nám dứt điểm ấy thì hãy inbox thì sẽ có chuyên viên các bạn tư vấn cho nhá. Về cái hội thảo đấy chị sẽ dạy nhá. Có serum trị mụn Hà ơi. Serum trị mụn. Có cái gì cũng có. Chỗ đỏ thì đi màu rêu. Hết à? Hết màu rêu à? Tuyết, còn màu rêu không? Hết màu rêu à? Hiện tại chị đang hết màu rêu. Chỗ đỏ đi màu rêu nhá. Đi màu xanh rêu ấy, xử lý cho chỗ đỏ. Sau đó em phun màu mới. Trong Sài Gòn còn có không cô? Chị Huyền Linh ơi, chị hỏi có cái gì chị? Thì nó làm nhiều quá thì em cho nó hơn trăm. Đang gọi điện. Chị Huyền Linh ơi, chị hỏi có cái gì? Hello Thùy Trinh, Kara Thùy Trinh. Chào đồng nghiệp. Chào bạn. À vừa rồi bạn gì có hỏi làm kim 3 hay kim 5 tròn hay sao nhỉ? Tự dưng quên rồi. Quên mất rồi. Lướt lại xem nào. Chứ rồi trốn mất rồi. Còn gì hỏi là mua kim ba tròn hay sao nhỉ? À, ba tròn và năm dẹp. Ba tròn,
ba tròn em đi cho chị rích rắc kết hợp với bầu dục nhá, rích rắc kết hợp với xoáy bầu dục thì nó sẽ nhanh bám màu. Hơi nghiêng máy nhá, hơi nghiêng máy rích rắc kết hợp với xoáy bầu dục. Các bạn nhớ là muốn nhanh thì phải hơi nghiêng máy, kết hợp và rích rắc và xoáy bầu dục thì sẽ nhanh bám màu và lên màu đậm. Chị ơi trên này khác quá, mãi em mới nhận ra. Chị tăng có khoảng gần chục cân thôi mà Hương, khác là đúng rồi. Tăng có gần chục cân thôi mà khác là đúng rồi. Ở trong còn nhìn to hơn ở ngoài à? Ôi buồn quá. Chết, tại sao lại mọi người lên livestream xinh đẹp ảo hơn ngoài mà sao em cứ mỗi lần em lên livestream là em xấu hơn vậy? Nhưng thôi, thế cũng được an ủi, bên ngoài đẹp hơn là được. Ba tròn mà năm dẹp. Em cứ nhớ kỹ thuật cho chị là em cứ đi zig zag kết hợp với xoáy tròn, hơi nghiêng máy nhá. Hơi nghiêng máy đi, đừng đứng đi thẳng vuông góc, đi thẳng vuông góc nó sẽ bị lâu. Nhớ hơi nghiêng máy một chút xíu. Em xoáy 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 nhẹ. Cố gắng đừng để máu với nước mô nhá. Chảy máu với nước mô là sẽ đưa mực ra đấy. Khác thật. Khác bởi vì cái mặt nó tròn hơn à. Nó kêu đó để dành, nó ăn ngày một bữa thôi để dành tiền đi học. Trong Sài Gòn có giảm giá không? Có chị ơi, em giảm cả hệ thống luôn chị Huyền Linh ơi. Đây là em livestream trên tổng mà, em tổng là em giảm toàn hệ thống luôn, tất cả Sài Gòn, Hà Nội hay Hải Phòng. Giảm hết chị nhá, em tặng quà khai xuân cho mọi người hết, trong những bạn mà quan tâm đến Eva Sinh đặt hàng ủng hộ em. Vẫn ngon lắm, có thủy còi này. Thủy còi ra thăm chị đi. Về. À, giới thiệu cho mọi người một chút về sản phẩm chống thâm loang này mà em muốn giới thiệu, đó là sản phẩm này nếu như chị em nào mà làm piu hồng nhũ hoa này, piu hồng nách này hay hồng môi này nhá, thì chúng ta sẽ piu xong và cho khách hàng về nhà bôi dưỡng sau bong, bôi dưỡng cái này hồng tự nhiên luôn. Bây giờ thì ít người phun hồng nhũ hoa lắm, cho nên là sau khi chúng ta có thể sử dụng bằng phương pháp piu và bong cái này ra màu hồng tự nhiên luôn, chứ còn phun nhiều khi màu nó không thật. Gả tí le cho em ra con Thủy đây. Định phi công trẻ này mới bao giờ già. Ví dụ như là khách hàng nào mà không muốn đây, kể bên đào tạo cũng có đấy. Bạn nào mà ví dụ như có khách hàng người ta không muốn phun môi ấy, không muốn phun xăm ấy mà muốn xử lý môi thơm không ấy, thì bên học viện có sản phẩm piu hồng môi nhá. Để mình lấy cho mọi người xem. Thì chúng ta sẽ piu nhá. Các bạn sẽ piu bằng sản phẩm piu này, sản phẩm piu này sẽ piu được hồng môi và piu hồng nhũ hoa. Bước 1 là cái này và bước 2 là cái này. Và sau bong là chúng ta sẽ cho bôi cái này nha. Là đảm bảo không cần phun xăm gì hết, là môi hồng tự nhiên và nhũ hoa hồng tự nhiên đẹp luôn. Không cần phải phun xăm. Nhưng mà khách nào người ta không thích phun xăm, người ta không thích màu, người ta chỉ muốn hết thâm thôi, người ta không muốn phun xăm gì cả, thì chúng ta sẽ piu. Piu nhá, piu nhẹ, bong nhẹ thôi. 10 phút là xong. Ra màu môi hồng tự nhiên luôn. Em đi mày thấy đã vào màu ok rồi, nhưng lúc bong ra vẫn chỗ mất màu lợt hơn. Chứng tỏ là em vào màu chưa đều, em bị đi chỗ đậm, chỗ nhạt. Chỗ sâu tay, chỗ không nông tay, cái lực tay của em chưa đều nhá. Đấy là do lực tay của em. Em không căng hết da ra để em kiểm tra màu. Màu nó vào chưa đều, chỗ đậm, chỗ nhạt rồi. Em thử vẩy tay lên da giả, vẩy trên da giả mà xem cũng sẽ như vậy đấy. Cũng sẽ bị như vậy đấy. Màu nó không đều, cái lớp màu bao giờ nó phải giải đều đậm từ đuôi nhạt dần về đầu. Chứ nó đừng có khúc đậm, khúc nhạt là bong ra nó cũng sẽ bị vậy đó.
Đắt tiền không cô, hỏi cái gì đắt tiền không đấy em? Chị đang bày một đống sản phẩm này, hỏi cái gì thì hỏi kỹ, hỏi hỏi đúng cho chị thì chị trả lời cho. Em đang hỏi về cái gì, có đắt tiền không? À bộ đó bao nhiêu tiền? Bộ này bao nhiêu nhỉ, chị không nhớ. Các bạn chỉ có nhân viên lo về vấn đề sản phẩm cho nên giá rất nhiều khi mực chị cũng chả nhớ giá. Bộ dưỡng này, à bộ dưỡng này có giá là 1,1 triệu cả bộ nhá, 1,1 triệu cả bộ luôn, piu thoải mái luôn, làm phải chục khách, làm phải được chục khách nhá. Hướng dẫn đi chế, hướng dẫn cái gì đây Bích? À piu nhũ hòa. Bước 1 em chỉ dùng tăm bông, em nhúng dung dịch bước 1 và em thoa lên môi hoặc thêm thoa lên nhũ hoa. Sau đó em dùng dùng cái búa lạnh hoặc là dùng đá em chườm để cho làm dịu. Và khoảng nó khô khô lại em bôi một lớp thứ hai lên. Đó, xong là bôi cái bước thứ hai, bôi lớp thứ hai của bước 1 nhá. Sau đó lại chườm lạnh và bôi bước thứ hai lên cho khách về. Khách về là sau đó sẽ bong một lớp mỏng, bong hết cả cái thâm đi và em cho bôi dưỡng kích hồng, chấm hết, lá hồng. Làm dễ cực kỳ luôn, dùng mỗi tăm bông bôi lên thôi, dễ lắm. Cho làm hồng nhũ hoa ấy em. Bây giờ ai phun nhũ hoa nữa đâu, phun nhũ hoa màu nó lên nó chả đẹp đâu, trông nó không thật. Cho peel đi, cứ cho peel đi, làm dịch vụ này ngon. Nói chung là làm có 10 phút mà hầu như thu dịch vụ khá là cao. Làm một lần hồng hay phải một lần là đã hồng rồi nhá. Nhưng mà những trường hợp mà thâm đen quá ấy, đen lắm ấy, thì làm 2-3 lần đi. Còn nếu mà thâm vừa vừa thì một lần thôi. Dạ em chào chị Thúy ạ. Nói lại đi chế. Hoa Linh à, học viên của tôi thì cứ nhắn tin cho tôi gửi cho quy trình nhá. Gửi cho quy trình đầy đủ luôn. Kim Chi, đây lọ này em. Peel nhá, nó là lọ dung dịch peel này. Peel hồng môi, hồng nhũ hoa. Khách mà không muốn phun môi ý, mà muốn xử lý thâm thôi thì tốt nhất là peel luôn cho xong đỡ phải phun. Nếu mà khách hàng mà không có sinh đẻ chữa trước nữa thì nó cũng hồng vậy thôi. Còn nếu mà bầu bí nó thâm lại là chuyện bình thường em ạ. Có ủ tê Bích nhá, có ủ tê bởi vì nó cũng hơi rát rát. Môi xăm rồi mà chưa đỏ thì mình bôi cái đó có được không? Môi xăm rồi mà chưa đỏ thì bôi cái này nhá, bôi cái này. Ôi làm môi không lên màu. Có làm được peel không? Không. Làm môi không lên màu rồi peel gì? Peel chỉ để hết thâm thôi. Môi không lên màu thì phun lại thôi. Chị Vân. Ừ Kim Chi, chị sẽ gửi cho quy trình inbox của chị nhá. Mấy bạn học viên inbox của chị gửi cho quy trình. 1,1 triệu chị Huyền Linh nhá, 1,1 triệu cả bộ luôn đấy ạ. Làm được khoảng chục khách đấy. Lại máu ở đây Bích. Nói phát máu liền với Bích nhờ. Bích nhắn tin cho chị nhá. Em chào anh Tú. Anh Tú về mà là về biệt tâm biệt tích để kiếm tiền luôn. Không lên màu thì bôi cái màu hồng thì đó là kích màu, còn cái bộ peel này là để peel thâm nhá. Bộ peel là để peel thâm. Còn không lên màu thì mình phải kích màu hoặc là phun lại thôi. Ôi chị Mai Phương. Ôi chị Mai Phương em bảo em gửi quà chị mà em quên béng mất. Mai em gửi chị nhá. Mai em gửi. Ôi Mai phải nhớ gửi quà chị Mai Phương, em quên béng mất. Mực môi bên chị là 700 nhá. Mực môi bên chị là 700. Tặng một dưỡng kích màu 200. Ok baby. Ok baby.
phun bám màu rồi nhưng bông ra nhạt. Bông ra nhạt thì có hai lý do, một là em đi chưa no màu, hai là em đi quá sâu tay, và có thể là em phun màu nhạt quá nữa. Chị Huyền Linh ơi, inbox cho em để em gửi quy trình thôi nhá. Chứ em sợ kết thúc livestream này em bà mẹ ba con rồi, nhanh quên lắm. Nhanh quên lắm. Cho nên là inbox lại cho em. Chứ em nhanh quên lắm. Não cá vàng lắm rồi. Không ai hỏi về đấy, em livestream về cái peel phát là tập trung về cái peel hết luôn. Không có hỏi gì về phun xăm nữa. Úi giời, mấy hôm nữa em xuống đợi anh nha. Anh đông khách như thế thì anh xuống gì nữa hả anh Tú? Tưởng anh quên rồi, tưởng anh quên ở đây rồi. À, mấy nữa em cái có cái hội thảo trị nám ấy. Tất cả những bạn mà làm spa mà muốn điều trị nám, điều trị nám mảng sắc tố da không đồng đều màu thì hoàn toàn không bong chóc luôn, không bong chóc, không nổ tẩy, điều trị một tháng là khách hàng đã thấy là đẹp rồi, không cần phải chờ đợi lâu. Chứ nhiều cái điều trị mà cũng phải 2-3-4 tháng mà khách hàng cứ phải bị xấu ấy, bong chóc rồi xấu xí đó, thì mình thấy là nó mình không thích làm như vậy. Còn cái phương pháp điều trị nám mới bên mình làm một tháng là khách hàng phải thấy đẹp rồi. Đương nhiên là có thể nám nặng quá thì chưa đẹp hẳn được, phải làm 2-3 lần. Thế nhưng mà một lần là đã thấy là khác và đẹp rồi. Làm rất là đơn giản. Cho nên là mấy nữa em sẽ tổ chức hội thảo thì các anh chị nào mà đang quan tâm đến vấn đề và điều trị nám sẹo mụn thì có thể inbox cho bên học viện, sẽ tư vấn cho mọi người đi hội thảo. Hội thảo em chỉ thu mọi người chút phí của cái thuê hội trường và ăn thôi, chứ em không có thu tiền dạy nghề đâu mọi người đâu. Cô cho em làm nhé, làm cái gì đi chị Vân? Cô cho em làm nhé, em chả hiểu làm cái gì cả. Chị làm cái gì chị Vân ơi? Mà chị ra học viện học nốt đi. Tầm 3 tuần nữa chị đang xem hội trường nào đã, nó mới lên được ngày cụ thể. Hoa ơi, làm mặt hả chị? Làm mặt là làm cái gì? Làm nám hay làm trắng da? Thái Meo Nguyên học phun xăm và da. Lát nữa chị cho các bạn nhân viên tư vấn cho em hai khóa nhé, bởi vì hai khóa của em nó sẽ được tặng rất nhiều quà, tặng mới chương trình cho em cơ. Thì các bạn sẽ tư vấn cho em kỹ về các nội dung chương trình khóa học nhé. Và bữa có hội thảo chị ra. Chị ơi, 2-3 tuần nữa mới diễn ra hội thảo cơ. Em gửi trước chị để chị sử dụng. Anh Tú em ba con mòn con mắt thực sự rồi đấy. Mỡ nhiều quá ra nó mòn. Tầm tháng 5 em vào Sài Gòn chị ạ. Tầm đấy, dự là tầm tháng 5 em sẽ vào Sài Gòn. Em cho thằng thứ ba nhà em nó cứng một chút nữa em sẽ đi. Em vào trong đấy em tổ chức hội thảo trong đấy luôn. Nằm ra không đồng đều mà ok chị Vân ra và em đi cho trắng xinh chị Vân ơi. Ok, có chị sẽ báo lịch mà Hoa. Chị sẽ báo lịch nhá. Hè rồi mới ra học ạ. Hết mùa cưới rồi còn đâu nữa. Ok ok, Thái Meo Nguyên chị không biết tên chi nên chị đành đọc theo phầy nhá. Lát nữa có bạn sẽ tư vấn cho em kỹ luôn về các khóa học của em và các chương trình tặng cho em đầu xuân nhé. Bên bếp học viện đấy không? Thế thì chị Phương lấy gì thì inbox em đi, em gửi một thẻ quà cùng luôn cho. Chị Phương ơi, đông khách không chị Phương? Cái bộ piu, piu nhá, không phải bưu nhá. Piu đấy, nếu môi mà hồng thì có bôi có đỏ không? Môi hồng tức là môi đã làm rồi hay là chưa làm em? Tại vì mục đích của piu này là để cho nó bong một lớp hết thâm đi. Hoặc là em có thể cho piu sau đấy em bôi dưỡng kích hồng môi thì nó sẽ hồng hơn nhá.
Nói chung làm đơn giản lắm, profile làm đơn giản lắm, kiếm tiền dễ. Hoặc là khách khách nào mà môi thâm đen ấy, khách môi thâm đen mà bình thường là chúng ta sẽ phải xử lý thâm trước, sau đó 2 tháng sau là chúng ta mới vào màu. Thì cách đơn giản nhất đó là môi thâm đen xì nhá, mình đang nói môi thâm đen xì. Bước 1 đầu tiên là chúng ta cho peel đi. Sau bong nó hồng hào rồi, thế bắt đầu là 1-2 tháng sau các bạn phun màu. Đơn giản, bởi vì peel này mất có khoảng 10 phút thôi. Nhàn không, chứ các bạn ngồi các bạn cầy cái môi thâm đen ấy, các bạn cầy cái môi thâm đen bong ra chưa chắc là đã đẹp, mà chúng ta peel này bong ra là đã đẹp rồi. Sau đó là khách muốn lên màu thì chúng ta từ cái môi không thâm đấy là chúng ta tương luôn màu à. Xong, nhàn. Mình thấy là làm quy trình này cực nhàn luôn. Còn nếu mà đương nhiên là những môi thâm vừa chúng ta xử lý thâm, chúng ta vào màu thì chúng ta làm gì. Còn những môi thâm đen ấy, thâm bẩm sinh ấy, cho peel trước đi. Sau đó là peel, peel, P-E-E-L, ngôn từ peel nhá. Thiên đường mơ, đi làm sớm thế chị. Chị đi làm để, nói chung là ở nhà chán lắm, đi làm chứ không phải ở nhà lú quên nghề mất chết. Đi chỗ khác. Em muốn mua nhưng chưa hiểu gì về nó. Thực ra nó là một cái sản phẩm để làm bong á, làm bong, sau đó là có một cái sản phẩm để làm hồng. Hình như em hỏi về bộ peel đúng không nhỉ? Đó. Thì bạn nào lấy thì bên chị sẽ gửi quy trình mà nhá. Chị sẽ gửi quy trình cho yên tâm, hướng dẫn. Đơn giản lắm, làm đơn giản lắm, chỉ cần chấm cái tăm bông và chúng ta lăn lên cái khu vực mà chúng ta cần làm. Sau đó là chúng ta sẽ dùng búa lạnh hoặc là đá chúng ta chườm để cho nó dịu. Và khó khô thì bắt đầu chúng ta bôi một lớp nữa lên. Đó, sau đó lại làm đợi nó dịu, sau đó bôi bước thứ hai. Đó, cho khách về nhà sau bong là bôi kích màu màu hồng này này, là nó lên hồng nha. Có học online phun xăm không? Không muốn học phun xăm nhưng bận con. Thực ra học online có, thế nhưng mà chị phải xem khả năng của mỗi người. Bởi vì chị dạy online, dạy trực tiếp còn thấy là các bạn còn khó học nên dạy online. Online thực sự là các bạn phải có cái quyết tâm cao độ thì mới học online được em nhé. Quyết tâm cao độ với các em tự học ở nhà mà, sau đó em trả bài qua chị, chat với chị qua online để học thôi. Nhưng mà nói chung là ở đây còn kèm tay chỉ việc, cầm tay các bạn kèm từng chút một để các bạn học. Còn các bạn học online ở nhà thì nó sẽ phải tự rất là nhiều, thì phải quyết tâm lắm mới học được thành ra nghề nhá. Chị để em một bộ. Ok, ok em Lê Thu Hải nhá. Hai hộp thải độc, hai hộp đề tông mắc đúng không Trần Thị Tình? Ok, hai hộp đề tông mắc chị có thể dùng cho chị và dùng cho khách hàng thoải mái luôn. Hạn sử dụng nó tận đến năm 2022 cơ, thoải mái nhá. Đó, em nói lại chương trình đầu xuân đó là mua một cái chai mực bất kỳ sẽ được tặng một dưỡng kích màu môi trị giá 200.000. Mua 3 chai mực bất kỳ sẽ được tặng một sản phẩm chống thâm loang kích màu. Mua 4 chai sẽ được tặng luôn một lọ mặt nạ thải độc này luôn. Bye bye, bye coi. Chân làm sao đấy? Lọ trị mụn bôi mũi. Lọ đó là khỏi à? Quan trọng là mụn gì Kim Chi ơi. Nếu như em làm spa ấy thì chị có một cái có một serum điều trị cho khách hàng tại spa. Ví dụ như là em nặn mụn xong em bôi luôn cái serum đấy vào để nó kháng viêm cho khách hàng đi về ấy. Nó không bị viêm, nó không bị tấy cái nốt mà em nặn đó. Còn sản phẩm bôi về nhà cho khách là một hũ kem trị mụn nhá. Một lọ là đã ổn rồi, tùy tình trạng, nặng thì phải hai lọ, còn thông thường là một lọ thôi. Gọi điện đi em. Ở đây đông người lắm, em gọi điện đi. Mụn mủ à? Mụn mủ viêm thường là một lọ giảm được khoảng 70% Kim Chi nhá. Phải chắc phải hai lọ đấy. Thank you.
bây giờ còn chả mò. Lười càng ở lâu với học viện. Sáng rủ nhau cái 7 8 giờ chị em đi về. Các bạn học viên đang hết giờ. Hết giờ học đang tấp nập đi về. Hoa Linh lại hóng ớt rồi đấy. Inbox nha. Chị mụn bên học viện sẽ có chị mụn cấp tốc và chị mụn thường. Có nhiều dòng lắm. Bộ đó à? Lọ chị mụn đỏ đỏ còn đây không nhỉ? Đây là chị mụn cấp tốc nhá. Mụn gì cũng có thể bôi được cái lọ này. Chị gửi luôn cho em một ít kim đi môi. Em cần kim 1, kim 3 hay kim 5. Máy thần thánh thì chỉ có kim 1 với kim 3 tròn thôi em nhá. Bạn nào câu hỏi nào về full sum hay spa nữa không thì hỏi nhá. Mình chuẩn bị về với ba cục cưng đây. Hôm nay là muốn giới thiệu cho mọi người về quà tặng đầu xuân, các bạn mua hàng và cái sản phẩm chống thâm loang, cộng với đầy tóc mắt và sản phẩm peel. Nói chung là về spa hay là về phun xăm thì học viện cái gì cũng có. Bạn nào cũng có nhu cầu gì có thể hỏi. Bên mình có cả một đội ngũ trực tổng đài Telecell để tư vấn cho các bạn nhiệt tình luôn. Về đội ngũ Telecell của mình thì hầu như mọi người đều rất là khen vì các bạn rất là nhiệt tình về tư vấn. Tư vấn kỹ về các bạn về chuyên môn luôn. Các bạn cứ yên tâm nhé. Chị Lan lấy một hộp thải độc tố vâng ạ. Ok rồi, chị sẽ check inbox Hoa Linh. Hoa Linh càng đặt nhiều hàng thì biết là lượng khách càng đông ấy nhỉ. Nguyễn Linh ơi, chị không có ở Bắc Giang em. Chị chỉ có ở Hà Nội, Sài Gòn và Hải Phòng thôi. Chịu khó ra Hà Nội một chuyến. Làm môi đúng không? Kim 7 không, máy thần thánh chị không có kim 7 đâu. Chỉ có kim 7 của máy phổ thông nhưng mà chị cũng dùng ít lắm. Đa phần chị dùng mỗi kim 3 với kim 5 thôi. Tại chị dạy học viên chị không muốn làm kim to quá, các bạn đi kim to nó tổn thương nhiều. Hội thảo mấy nữa tổ chức ở Hà Nội nhá. Tổ chức ở Hà Nội sau khoảng tháng 5 mới tổ chức xong Sài Gòn. Đời lắm mà đặt hàng ở mầm thì sao đói. Nguyên Linh ơi, ra Hà Nội một chuyến đi, chị làm đẹp cho. Học viên ngoài Hà Nội hiện tại là chuẩn bị báo full rồi. Mình sẽ nhận thêm khoảng chắc là được khoảng 3-4 bạn nữa là full rồi. Tại vì sao là hết chỗ ngồi học và hết chỗ ở, cho nên là sắp ngưng. Nên bạn nào mà có nhu cầu đi học thì đăng ký sớm cho mình. Tại vì mình vừa báo với sếp rồi là chuẩn bị ngưng đấy, không còn chỗ ngồi nữa đâu. Và cũng không còn chỗ ở nữa, đông lắm rồi. Máy thần thánh đi môi được chứ em? Máy thần thánh đi môi được nhá. Nhưng mà thực ra chị làm môi chị hay làm bằng máy phổ thông hơn. Máy thần thánh là để làm lông mày, nó gãy hạt làm lông mày đẹp, hiệu ứng bút chì. Rồi sao con hàng này gọi không đúng lúc vậy, không biết ta đang nói chim.
Mọi người có câu hỏi nào nữa không thì hỏi, còn nếu không em sẽ kết thúc livestream nhá. Học lâu không ạ? Tầm thời không? Thực ra bên chị là dạy kèm tay, cầm tay ấy. Thật lâu hay không là do cái khả năng của mỗi người, bởi vì là sẽ dạy các bạn là bạn nào nhanh thì sẽ nhanh lên bài, còn bạn nào chậm thì lâu lên bài. Thông thường các bạn sẽ học khoảng tầm 1 tháng rưỡi đến 2 tháng cả thực tập. Trung bình đấy, có bạn lâu hơn mà có bạn nhanh hơn. Em ở Lê Thu Hải, em ở đâu? Học có em có thể học nâng cao, học nâng cao gì thì cũng không hết nhiều tiền đâu mà thời gian rất là nhanh nhá. Ngày 3 tháng 1. À, 1 tháng 3 là tổ chức cái chính học lớp chính trị khoa đấy. Ngày 3 tháng 1 là học viện sẽ tổ chức cái lớp chứng chỉ y khoa cho những bạn làm nghề để làm giấy phép cho đầy đủ thủ tục á. Bạn nào mà chưa có cái chứng chỉ y khoa ấy thì nên đi học một ngày để lấy cái chứng chỉ đấy để làm nghề nhá. Ở Hưng Yên là cùng quê với chị đấy. Thu Hải ơi, chị cũng ở Hưng Yên đấy. Đồng Hương. Học nâng cao sẽ từ 7 đến 9 triệu tùy khả năng em nhé. Thì em lát nữa các bạn sẽ nhắn tin cho em để biết được em làm đến đâu rồi thì các bạn sẽ tư vấn cho em. Còn khóa đơn giản nhất của các bạn học nâng cao là chỉ có 7 triệu thôi. À, các khóa học của học viện trừ cái khóa nâng cao là đều được tặng máy. Còn khóa nâng cao là sẽ được tặng dụng cụ học tập nhé. Ở Ấn Thi à? Chị ở Khói Châu. Khói Châu, Khói Bò. Tất cả các bạn sẽ nhắn tin cho em nhé. Kết thúc online thì các bạn sẽ inbox cho mọi người. Những bạn nào đặt hàng để được hưởng khuyến mại thì đặt hàng nhé. Đặt hàng trong 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 livestream này và đặt hàng trong tháng riêng này để có những cái quà tặng. Quê ngoại ở Khói Châu. Mọi người không có câu hỏi nào nữa thì mình sẽ kết thúc livestream nhá. Thứ hai, mọi người nhớ lịch cho mình là những ai muốn học về vẽ trên người thì thứ hai mình sẽ livestream. Thứ hai mình sẽ livestream dạy vẽ trên người nhá. Thôi em về với con em đây, em cũng đói lắm rồi. Tạm biệt mọi người nhá. Ai mà muốn hỏi về khóa học hay về mua đồ được tặng chương trình khai xuân thì đặt sớm cho mình nhá. Bên em sẽ có đội ngũ chuyên viên nhiệt tình chu đáo để tư vấn cho mọi người. Em dạy từ 9 giờ thứ hai em sẽ đăng tin trước khi em dạy cho mọi người nhé. Thu Hải ơi, thôi ở Hưng Yên đi ra ngoài Hà Nội học đi chứ học online làm gì? Ra trực tiếp học đi. Học online làm sao tốt bằng được? Em học nâng cao học nhanh mà. Bye bye mọi người nha. Em về với con em đây. Bye bye.